ba cái này, ba cái này là quá ngon luôn. Hôm nọ mấy cái đoạn kia cũng vào, nó bắt đầu vào nhiều đấy, nhưng mà cái này còn không có được, có đường vào nhá. Cái này hôm nọ mà làm đường vào cho nó thì mày, đây có một đường vào mà, đây cũng một lỗ rồi. Có đường vào à? Có đường vào. Chúng ta chiến đấu thôi nhỉ? Bỏ luôn là mồm nhé. Con này, anh Cường làm ăn. Con này quá ngon luôn. Quá ngon nhưng mà tao đã ăn. Quá ngon luôn nhưng mà tao chịu. Bữa ra tú đây thôi đít lên một con này, nhắm nhắm tôi nhắm ơi. Ui béo nút, béo núc đấy, núc núc ra kén rồi nhá. Đây rồi, ta cắt một con ra kén rồi, đây một con nữa. Kìa, kìa có con to kìa. Ôi này, con này mà kén đây này. Đó đưa. Kén đó xem nào. Đang kén này. Kén nó sắp thành rồi. Có con, có con. Đây. Đây nó cuộn, nó cuộn lúc lúc. Kén nó sắp thành mẹ. Con này cuộn. Đây. Những cái cục này nó hay có đây có con vạc kén. Đây là cổ hũ dừa, đây ngon luôn các bạn, ngon nhưng mà ghê. Đang ngửi mùi ta thấy muốn nổi chưa nổi đấy. Trong còn lấy con không? Không muốn đường cưa, không muốn đường gì. Hết rồi. Nhiều nhiều thế nhỉ, mà ra hết rồi này, kén hết rồi này. Bới hết chỗ này ra thế nào, kiểu gì chả con. Ra hết rồi. Kén này này. Hết rồi. Con hay rồi. Đến hơi muộn. Bới hết rồi này. Đấy, con con. Bới tung. Ở dưới kia còn một cái ngọn nữa sao? Ngọn là có, thái rồi mà. Ở dưới kia còn một cái ngọn mà. Úp xuống nha. Úp xuống. Cẩn thận giống vào gai cọ. Đó đâu, mau mau. Đây là cái nhộng, cái tổ của cái con kén lông cọ nhá. Đây là cái kén đi, gọi là cái kén đi, nó chui vào đây nó làm tổ làm kén này, xong là nó chuẩn bị hóa thân thành cung quăng. Cung quăng người trên mình nó gọi là con cung quăng, lăng quăng, con quăng, con quăng, dạ, tiếng dân tộc gọi là con quăng.
À, tô quắng à? Để bỏ ra xem là nó sẽ ở trong thế nào nhá. Bỏ bì vào bể nát này. À, à. Xin chào. Xin chào em. Con kiếm được con. Nhìn nó quay quay đi quay lại buồn cười nhỉ. Buồn cười không chịu nổi, mãi về sau mới chịu nổi. Chui ra khỏi tổ đi em. Đấy, con đuông thì nó sẽ chui vào kén và nó sẽ, con này chuẩn bị hóa thân này, nó đang mọc cánh đây. Hello. Cưa tiếp. Là con quăng nha. Trên mình có nó gọi là con quăng. Con đuông nó sẽ chui vào cây cọ, nó ở trong cây cọ nó ăn và nó sẽ làm kén như vừa rồi ấy, rồi nó sẽ biến thành con này.